Hello, chào tất cả các anh em. Quý vị của tôi đang xem cái video clip này. Ai không xem mà không giữ thì đang nghĩ rồi. Thì hôm nay mình cùng với bếp Vi sẽ đi ăn một món. Thôi đừng có quay em. Khá là dữ. Không có quay em nha. Ăn anh thôi. Anh em chuẩn bị đón xem nha. Em ăn thôi. Chị mấy miếng chăn? Dạ, chăn. Anh đâu quay em, anh đâu quay em đâu. Ai thì quay em. Quay nha. Rồi, đây là món mình chuẩn bị quay cho anh em cái món cái gì? Món này cái món anh chuẩn bị quay gọi là gì em? Raw fish. Raw tỏi. Raw fish bơ tỏi. Đó, món này thì chưa dữ lắm. Nhưng mà cái món kia thì dữ hơn. Anh em lại thấy món kia. Món này là ăn ở trong có sốt nó ngon. Trong có sốt nè. Xíu nữa anh chưa quay món đó. Chứ nãy giờ đang nói chuyện gì mà để gần mặt cái vậy? Quên để xa xa. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị quay với bạn cái món này ha. Món này khá là ngon đây nha. Rồi, vô. Thì đây mới là cái món chính nè. Hồi nãy là chỉ là hai món phụ thôi anh em ạ. Hai nhớ nha, nãy giờ là hai món phụ, bây giờ món thứ ba mới là món chính. Thì cái này em gọi là bạch tụ. Quả diêm sơn. Nghe nó là đốt lửa ở đây nhưng mà chưa thấy. Mới đem ra. Ở trong là gì biết không? Ở trong là bạch tụ. Đây là cái gì đó? Này là cái gì? Là gì? Em không biết em đã ăn đâu. Thôi đợi xíu đi. Anh em bỏ rau câu vô nha. Ăn cái này thì phải bỏ rau câu vô. Mày mà nói là cái món này lạ không? Rau câu xanh nha, rau câu màu xanh mới được nha. Không phải có rau câu này thì nó không có đúng. Ở dưới đây hả? Nửa hũ rau câu thôi. Đó. Quả diêm sơn đó. Nóng rồi, giờ nóng rồi. Bay vô mặt. Đó. Còn rau câu nó phải bắt lửa dễ lắm. Anh em nào muốn ngon nữa thì lấy miếng ớt thả vô. Đó. Miếng ớt dục vô. Đó. Vô. Cảm giác gì nam? Chảy lông tay anh rồi nè. Nó lại gì? Nó lại chảy lông tay anh. Ui. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay trái cây và trái dừa cho anh em coi. Các bạn coi ở trong có gì? Anh em coi ở trong có gì nha. Mình nhìn vô đây, mình nhìn vô cái lõi mình đúng. Đó. Đó. Đó nè, rau câu nó đang cháy nè, nãy ở trong là bạch tuộc. Khá là dữ dội. Đó. Nhìn ngon anh em. Tôi chỗ này tôi thấy ngon lắm. Ngon mới gọi là bá chí luôn á. Mặc dù là chưa ăn, thơm chắc chắn là thơm rồi. Cỡ nào mà thơm được hả? Không, mà thấy nó thơm mùi sữa chứ không hơn mùi dừa ấy. Hả? Không, anh nghe tại nó cháy cháy á. Cái ở trong dừa á, nó có cái mùi sữa đúng không? Đúng không? Có cái mùi sữa cho nên là nó thơm mùi nó thơm mùi sữa lắm. Đẹp á, đẹp á, đẹp không? Anh thấy đẹp. Quá đẹp luôn. Gọi là mày quá xuất sắc. Gọi là món ăn tuyệt hảo của thế giới. Nè, cái này đẹp. Rồi, tắt đi. Ok. Em ăn không? Bóc à? Bóc đi. Ok, mình ăn này trước đây, đợi cái này nó chín nè. Cái chén này không? Chén đó của ông rồi, nó được để bỏ không? Lát được cắt cái này ra để chỏng không? Thiệt hả? Mút nên nước sốt ra ngon không? Sốt gì? Sốt của này nè. Đậu thức không rồi, sốt. Béo. Nó to lên xíu. Thôi, vậy đi. Chấm cái sốt này nè. Nè. Nó không nói ra được nha. Chấm này nữa. Không nói ra được.
hai bỏ bún ăn đi. Thôi. Thôi. Xíu. Đây, bây giờ là cái rau câu của nó cháy hết rồi, vừa cháy dừa rồi à. Đó và hai trái nữa cũng ba trái dừa. Ủa, một trái dừa với hai trái ơi, một trái dừa nhầm. Sao anh nói gì vậy? Không, anh nói nhảm. Đâu ra trái dừa gì nữa? Không, anh nói còn một trái thôi. Một trái thôi. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử ở trong này, bây giờ đang nóng rồi, nó không sôi. Nóng to lên chút. Nóng à, nó không có sôi đâu. Nóng à, nè, múc nước nè, thấy không? Đó, quay cái mỏ anh nè, quay cái miệng anh nè, đó, quay cái phòng ăn. Không, thường thường là ta chấm cái này nè. Mình chấm muối xanh đúng không? Muối tiêu nè, mình lấy đũa múc luôn. Ngon. Ăn thì cảm giữ ngon. Nó dài dài ngon. Nó không có bị bở không? Nó tươi. Mấy con mà mực mà nó chết á. Bở lắm. Tươi ăn ngon. Đâu. Ăn trộn miếng à. Ăn thôi. Tiếp. Cảm nhận là gì? Cảm nhận là mực tươi. Ôi, cái này bạch tuộc nè, bạch tuộc. Cái nước này ngon nè. Ngoài bạch tuộc ở trong này còn gì nữa lấy ra? Không ổn nè. Này em thấy có hành thánh với lại tteokbokki hay gì á. Tteokbokki là cái gì? Mực không, bạch tuộc không. Ở dưới á. Này có gì màu vàng vàng đó. Đó, ăn thử thôi. Là cái gì? Cu. Cu. Giống con nhộng á. Cu. Phải tteokbokki gì đâu? Cái gì vậy? Không biết đâu, mềm phèo à. Ngon không? Giống giống vậy mà bạn. Mà ngon không? Ngon. Còn gì nữa? Hoành thánh nữa. Nè. Hoành thánh với sốt. Đỡ quá mình ăn. Nè. Đó. Cái hoành thánh có chắc có gì đó. Ngon không? Ngon lòng như nhà cá vậy. Vậy hả? Nói chung là lúc mà nấu ra đó, cái dừa này nó chảy ra nè, cái nước nó sệt 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 ngon. Xin mời quay đi ăn hết này rồi anh sẽ hút nước hả? À, lâu bây giờ tôi ăn đây. Ok, bây giờ thì mình và mình và để ca xa xa là đã, mình và Beppy đã ăn hết trái dừa này rồi. À, cái mực bạch tuộc dừa này nào hết trơn rồi nha, mà mình vẫn chưa no, mình phải ăn được, mình phải ăn cả phải hai trái nữa mình mới no được, chứ còn như đây chưa đủ với mình, phải hai trái nữa, nhưng mà tiền thôi. Ăn nhiều vậy. Như vậy tiền nó ăn nhiều vậy, anh nói chuyện của anh hiểu không? Ông quay mặt thôi nha. Cái gì? Ông quay mặt. Anh đang quay trái dừa. Quay em làm gì? Bây giờ là Châu đi toilet rồi, cho nên là mình muốn ăn hai trái nữa phải từ từ nè, không muốn ăn hai trái dừa còn lại phải từ từ, không là không được, phải dùng bia cách thứ kiểu vậy nó mới giữ được. À, anh này hiểu ý thôi nha. Quá vậy. Thì nói chung là ở đây ngoài mấy cái món nãy giờ mình quay thì còn cái đồ nướng nó cũng ngon lắm. Lát nữa mình test thử cho anh em coi. Gặp fan đồ các bạn. Xin chụp hình đồ. Anh mới cạo đầu. Để nhận ra. Xem chuyện anh quá trời mà nhận ra ta nói chuyện nhìn mặt trời. Ghê mấy bạn fan đồ ha.
Cái gì? Phạm thấy đi hai người mà chụp hình chung với Nam mà tuổi thân dễ sợ. Ghét. Đây là vú mà mình muốn ăn nè. Cái lò nướng nóng lắm, mình không có ngồi gần được. Nóng lắm. Nóng lắm. Đây là cái vú mà mình muốn ăn. Đấy, thấy không? Nè, vú mình muốn ăn nè. Ăn cái gì? Có, ăn luôn. À, nãy giờ thiệt chỉ muốn ăn vú thôi nhưng mà đã đời mới gọi được á. Nói chung là tuyệt vời. Trời, sắp sửa chuẩn bị ăn vú rồi anh em ơi. Nãy à. Kêu thèm vú, ăn vú đi. Cái gì? Nãy kêu thèm vú. Vú heo. Vú heo. Cái gì? Vú heo chứ nhịn gì vậy? Nhịn gì đâu. Cái quán này là ở gần sân bay với các bạn. Bạn nào vô Sài Gòn cũng có thể ghé qua ăn. Ôi khùng. Chịu ăn chưa chín? Chín rồi, thịt bò mà, thịt heo. Mở cái gì? Mở thì sao? Con này chén thấy đỉnh rồi. Hai. Ngồi gì ngồi dễ sợ. Trời. Là một hành động dễ thương. Gì vậy? Nhanh lên. Dễ thương đó hả? Là một hành động đáng yêu. Làm lại lần nữa. Phô bỉ. Ok, bye bye các bạn. Nói gì nói đi. Cảm ơn tất cả anh em với dừng của tôi đã xem video clip này. Nếu thấy hay anh em thì để lại một like và một subscribe kênh nha. Cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày hối dừng. Cảm ơn mọi người. Nói chung là hôm nay mình được ăn vú sữa non nê rồi. Cho nên là rất là thỏa mãn. Anh có vú sữa. Ủa vú heo non nê rồi. Vú nướng non nê rồi. Cho nên là thỏa mãn. Bye. Bye anh em. Nhây nhây tặng.